hả? Chứ sợ mà thấy nó cái cắn hả? Đổ ăn hiếp quen rồi, bà ngoại gì kia, bà ngoại lớn đó, bà ngoại lớn á, mấy con này kêu bằng bà ngoại chứ không phải mẹ. Mẹ nó đâu rồi? Có mẹ đâu rồi? Vô rồi hả? Ủa mẹ này, mẹ vô rồi. Ủa mẹ nằm đây hả? Leo lên luôn, leo mình luôn, leo mình luôn, ê leo mình luôn. À, đổ nước trà cho tao rồi con này, sợ các bạn. Ủa đâu có đây, mày đây hả? Xìu xu xu đây hả? Rồi vậy là vô trong nhà con rồi, đi nhà hàng chi ba la là. Quý không có cắn nó nữa con. Quý bà ngoại gì đâu có ngày rửa cháo cắn đi.